Tiếp tục chương trình với một thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, tại miền Bắc ngày hôm nay trời khá rét do có không khí lạnh tăng cường. Riêng tại vùng núi nhiệt độ đã xuống ngưỡng rét. Thậm chí nhiều du khách có mặt tại đỉnh Phan Xipang hôm nay còn được chứng kiến cảnh tượng cây cỏ, hoa lá bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết khi nhiệt độ xuống mức 0 độ C. Để giờ sáng hôm nay, du khách tham quan đỉnh núi Phan Xipang, nơi có độ cao 3.143m so với mực nước biển, cảm thấy bất ngờ khi thấy cây cỏ bao phủ một lớp băng giá trong suốt. Một số trên núi dốc, băng đóng trải dài, nhiệt độ ngoài trời đo được đã xuống 0 độ C. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ, khi nắng lên, băng cũng tan dần. Ngày 7 tháng 11 mới là lập đông, việc băng giá xuất hiện vào thời điểm này là sớm so với trung bình nhiều năm. Thường phải sang tháng 11 và phổ biến là tháng 12 chính đông, nền nhiệt mới giảm sâu. Hiện tượng này sẽ còn lặp lại trong những ngày tới vì mức nhiệt từ buổi đêm đến sáng sớm vẫn luôn ở mức rất thấp. Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ nhiều nơi sáng nay xuống thấp như Sìn Hồ, Lai Châu sấp xỉ 7 độ C, Đồng Văn, Hà Giang hơn 8 độ C, Phà Đin, Điện Biên 9 độ C, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 11 độ C, còn thủ đô Hà Nội hơn 19 độ C. Do ban ngoài trời nắng nên nhiều người không cảm nhận rõ ràng cái lạnh ở vùng đồng bằng.